Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sa-bát, Người vào giảng trong hội đường và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thế ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Gia-cô-bê, Giu-se, Giu-đa và Si-mông sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao? Và họ vấp phạm vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình, họ hàng mình. Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa. Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay ở ghi lại việc Chúa Giêsu bị những người cùng quê của Chúa Giêsu chối từ. Chúa Giêsu vào trong hội đường về quê hương. Chúa đọc và giải thích sách ngôn sứ. Những người làng của Chúa Giêsu cảm phục cái tài hùng biện và dáng vẻ thuyết phục của Người. Nhưng họ lại ngạc nhiên và khao láo với nhau. Bởi đâu cái ông này được khôn ngoan và làm những phép lạ như thế? Và Chúa Giêsu trả lời họ: Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta để chúng ta cùng nhau suy gẫm, đó là: tại sao, cái lý do nào Chúa Giêsu bị từ chối? Và cho đến ngày hôm nay, việc Chúa Giêsu bị từ chối có ảnh hưởng thế nào ở trên thế giới và trên bản thân của từng người Kitô hữu của chúng ta hay không? Thứ nhất, cái lý do Chúa Giêsu bị từ chối. Lý do thứ nhất đó là tự do của con người. Chúa Giêsu đến thế gian, ý muốn ngay lành của Chúa Giêsu là cứu rỗi con người, và Ngài cũng đã chuẩn bị cho cái sứ vụ này. Nhưng mà chính Chúa Giêsu đã biết Người sẽ bị thất bại ở quê hương của mình. Biết rất rõ, vì Chúa Giêsu cũng thuộc cái câu ngạn ngữ:
không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Cái câu ngạn ngữ thời của Chúa Giêsu nó cũng giống giống na ná những câu nói thông thường của người Việt Nam chúng ta. Trong châm ngôn, gần chùa thì gọi bục bằng anh, hay là bục nhà thì không thiêng. Chúa Giêsu biết thế, nhưng mà Chúa Giêsu không muốn bắt buộc ai phải tin và thương yêu người. Mọi người có tự do. Chúa Giêsu tôn trọng tự do của mỗi người, và mọi người chịu trách nhiệm về cái câu trả lời thuận hay là không thuận với Chúa Giêsu. Nhưng có một điều đáng tiếc là Thiên Chúa với ý muốn ngay lành cứu rỗi con người, Thiên Chúa đề nghị, nhưng con người khước từ. Thiên Chúa qua con người của Chúa Giêsu muốn cho con người của chúng ta được hạnh phúc, nhưng ngược lại, con người chúng ta chọn sự bất hạnh và gánh nặng. Đó là do tự do của con người. Cái lý do thứ hai của sự chối từ, đó là cái lý lịch tầm thường của Chúa Giêsu. Đứng trước con người của Chúa Giêsu, người làng của Chúa Giêsu và những người lân cận biết Chúa Giêsu, nhưng mà chỉ biết qua cái nhìn của con người. Họ biết rất rõ về Chúa Giêsu, lý lịch cá nhân, lý lịch gia đình, nghề nghiệp, sở thích, tôn giáo của gia đình của Chúa Giêsu. Họ biết mẹ của Chúa Giêsu, biết mấy người anh em họ của Chúa Giêsu, cho nên họ kháo láo: ông ta không phải là bác thợ mộc, con bà Maria và anh em của ông là các ông Giacôbê nè, Giuse nè, Giuđa nè và Simon hay sao? Chị em của ông ta không phải là bà con lối xóm với chúng ta hay sao? Và họ cũng biết nơi những người mà họ kể ra, họ những người bà con của Chúa Giêsu, không có một cái điểm gì nổi bật ngay cả nơi con người của Chúa Giêsu. Tóm lại, những người làng của Chúa Giêsu không thể nào tưởng tượng rằng Thiên Chúa trên trời cao quyền phép này có thể làm những điều lạ lùng trong gia đình của Chúa Giêsu, trong con người của Chúa Giêsu. Họ khi dễ, họ khước từ Chúa Giêsu là do cái lý lịch của Chúa Giêsu quá là tầm thường. Chúng ta đến điểm thứ hai, đó là cái ảnh hưởng của việc chối từ Chúa Giêsu. Việc chối từ của Chúa Giêsu có ảnh hưởng thế nào ở trên thế giới và trên từng người Kitô hữu của chúng ta? Cái ảnh hưởng thứ nhất của việc chối từ Chúa Giêsu đó là không nhận ra mầu nhiệm nhập thể. Ngày xưa, người làng Nazareth không nhận ra cái bản tính thần linh của Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, người thời đại của chúng ta không nhận ra Chúa Giêsu trong mầu nhiệm nhập thể. Trong mầu nhiệm này, Chúa Giêsu nhận lấy tất cả những gì thuộc về loài người chúng ta, thuộc về con người chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Chúa Giêsu nhận lấy thân phận con người, lời nói của con người, hình ảnh của con người, thời gian và không gian của con người. Cho nên đó cũng là một cái lý do mà con người thời đại khó nhận ra và tin vào Chúa Giêsu nhập thể. Họ cứ tưởng con Chúa
Đấng cứu thế phải là một con người siêu phàm, chứ đâu có phải là một con người quá phàm trần như thế. Đó là cái ảnh hưởng thứ nhất của việc chối từ Chúa Giêsu, không tin Chúa Giêsu nhập thế, Con Thiên Chúa nhập thế. Từ cái việc mà không tin Con Thiên Chúa xuống thế làm người, đưa đến cái ảnh hưởng thứ hai là không nhận ra giáo hội mà Chúa Giêsu đã thành lập. Ngày xưa người làng Nazareth không thể tưởng tượng rằng Chúa Giêsu có được cái sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa khi giảng dạy và khi Chúa làm phép lạ. Thì ngày hôm nay còn rất nhiều người, thưa anh chị em, còn rất nhiều người, con của con người thời đại không thể tưởng tượng rằng Chúa Giêsu phục sinh có thể làm việc, nói năng một cách mạnh mẽ và chính thức trong giáo hội mà Chúa Giêsu đã thành lập. Họ không tin giáo hội này là giáo hội của Chúa Giêsu. Cũng vì thế mà con người thời đại cũng đặt câu hỏi, bởi đâu mà giáo hội của Chúa Giêsu này có được sự khôn ngoan và thế giá như vậy? Rất lớn, giáo hội Kitô giáo của chúng ta ảnh hưởng rất lớn ở trên thế giới này, nhưng mà họ không tin. Bởi đâu giáo hội có thể là ánh sáng và có sức mạnh để hướng dẫn con người của chúng ta đến chân lý? Và bởi đâu giáo hội của Chúa Giêsu được thành lập ở thế gian này có được một khẳng định có thẩm quyền về sự duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền như vậy? Không nhận ra giáo hội, cho nên họ, những người thời đại, đặt ra những câu hỏi như thế. Nhưng đó cũng là những câu hỏi mà đôi khi đức tin yếu đuối của chúng ta đặt ra. Đức tin yếu đuối của chúng ta đặt ra đi từ việc từ chối Chúa Giêsu, việc đi từ việc không nhận ra giáo hội của Chúa Giêsu được thành lập, đến cái ảnh hưởng thứ ba, đó là không nhận ra các bí tích. Sự yếu đuối của đức tin chúng ta cản trở nhận thức của chúng ta về cái tầm quan trọng của các bí tích. Đức tin yếu đuối của chúng ta đôi khi thúc đẩy chúng ta có những tư tưởng để nghĩ rằng những cái lời, những cử chỉ trong các bí tích, những cái biểu tượng của các bí tích này đến từ đâu? Bí tích rửa tội có khả năng nào để làm cho con người chúng ta được tham dự vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, vân vân. Ánh sáng giải phóng tâm hồn tối tăm và sức mạnh thánh hóa của các bí tích này đến từ đâu? Từ đó, từ những suy nghĩ của đức tin yếu đuối của chúng ta thì các bí tích bị giảm giá trước mắt và trong tâm hồn của chúng ta. Cho dù các bí tích đều có tính cứu rỗi, nhưng bí tích lại trở nên mờ đục, bí hiểm đối với đức tin yếu đuối của chúng ta. Cho nên có thể đi đến kết luận, không tin từ khước con người của Chúa Giêsu, không tin giáo hội của Chúa Giêsu thành lập, không tin những việc làm của Chúa Giêsu qua các bí tích, thế thì con người của chúng ta chỉ còn tin vào một cái tôi của mình. Mà thưa anh chị em,
Nhưng cái tôi này là cái tôi nào? Cái tôi này là gì? Nó có phải là một cái tôi đáng ghét? Nó có phải là một cái tôi đáng thương? Hay là một cái tôi cần sự giúp đỡ của ơn Chúa để có được đức tin vững vàng, để được cứu rỗi? Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta sửa lại, giúp chúng ta sửa lại cái tôi đáng ghét này. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta, ban ơn cho cái tôi đáng thương cần được sự giúp đỡ của ơn Chúa, để chúng ta mang cái tôi này và sống với Chúa, cộng tác với Chúa trong cái sứ vụ ngôn sứ của Chúa. Nhờ đó danh Chúa được cả sáng và nước Chúa được thể hiện càng ngày càng rộng lớn hơn trên thế giới này.